Xin chào anh em, lại là mình Eric đây. Trong chương này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tính chất kế thừa của Java các bạn nha. Cụ thể hơn trong video đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tổng quan về nguyên tắc kế thừa của Java. Cái từ kế thừa thì chúng ta gọi là inheritance các bạn nha. Đây cái từ này này. Về tài liệu của nó thì các bạn có thể đọc thêm tại cái đường link mình đã để sẵn rồi. Lưu ý giúp mình nha, đối với Java thì chúng ta có thể kế thừa thừa hưởng lại thuộc tính và cái phần phương thức ấy, chúng ta hay còn gọi là attribute và method từ một cái class khác. Các bạn hình dung rằng là giống hệt như trong đời sống của chúng ta đấy, chúng ta đang mô phỏng từ đời sống vào bên trong lập trình là ở ngoài đời sống của chúng ta thì ba mẹ để lại tài sản cho các bạn và các bạn có quyền sử dụng nó. Thì đối với thằng Java cũng như vậy, chúng ta có những cái class cha, chúng ta gọi nó là super class các bạn này. Và chúng ta có những cái class con ấy, chúng ta gọi là child hoặc rằng là sub class. Những cái sub class này nó có quyền kế thừa sử dụng lại những cái method và những cái thuộc tính ấy, của cái thằng super class cụ thể hơn thì mình sẽ minh họa trong code các bạn nhé các bạn nhìn thấy rằng là ví dụ như rằng là hôm trước chúng ta viết một cái chúng ta viết một cái class như thế này các bạn này đây gọi là cái thuộc tính các bạn này đây gọi là attribute đúng không nào và những cái ở dưới này các bạn này những cái function ở dưới chúng ta gọi là method thì đối với tính chất kế thừa của java đấy đối với những cái class nào nó kế thừa lại cái class này thì nó có quyền sử dụng những cái thuộc tính mà các bạn nhìn thấy bên trong cái class thì đây gọi là về ý tưởng của cái phần kế thừa tiếp theo nữa thì các bạn lưu ý cho mình là về nguyên tắc kế thừa của Java nha Java đấy một class một cái lớp của chúng ta chỉ có thể kế thừa một lớp khác thôi gọi là single nha nó gọi là đơn kế thừa đấy các bạn Tại sao mà nó lại là đơn kế thừa bởi vì câu chuyện của chúng ta nó sẽ xảy ra mâu thuẫn. Thành ra rằng là đối với Java thì nó sẽ lựa chọn một cái hình thức an toàn là đơn kế thừa. Đối với một vài ngôn ngữ khác ví dụ như rằng mình nhớ không nhầm rằng là học C-Sharp si với các bạn học C-Thăng si ấy thì nó gọi là đa kế thừa. Nhưng mà nếu bạn nào muốn sử dụng đa kế thừa đối với Java thì các bạn có thể tìm hiểu về interface. Yên tâm rằng là sau này về interface thì mình sẽ giải thích lý do tại sao mà nó lại đơn kế thừa, tại sao nó lại đa kế thừa các bạn nha. Tiếp theo nữa để sử dụng tính chất kế thừa thì chúng ta có một Keyword đặc biệt có tên gọi là Extend Đừng bao giờ dịch cái Keyword Extend này có nghĩa là gì, các bạn bỏ qua đi, chúng ta chế hiểu Extend là kế thừa đi Và lưu ý giúp mình rằng là cái từ Extend này nó có F ở cuối cùng nha Và về cú pháp của chúng ta này Class Con này kế thừa lại Class Cha thì đây gọi là về cú pháp này Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi làm vài ví dụ mình đã ghi sẵn bên trong này rồi Trước tiên thì chúng ta có một cái lớp tổng quát các bạn này, một lớp cha đấy chúng ta gọi là Vehicle này, phương tiện phương tiện giao thông của chúng ta đấy. Bên trong cái thằng này chúng ta khai báo một cái thuộc tính này và sau đấy nữa chúng ta khai báo một cái hành vi, một cái method của nó đúng không? Ngoài ra nữa thì chúng ta có một cái class con các bạn này, class con của chúng ta gọi là một cái một cái child class một cái gọi là một cái lớp cụ thể hơn nó kế thừa lại. Thành ra rằng là để test cái ví dụ này thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đi bên trong cái phần chapter 6 này các bạn tạo cho mình hai cái class nha Trước tiên thì mình sẽ tạo cái class đầu tiên này các bạn này uh, Mình sẽ tạo cho nó là Vehicle uh, Mình viết sai rồi các bạn này Đây. Vehicle của mình này Mình sẽ chọn Finish các bạn này Đây chính là cái class đầu tiên Tiếp theo nữa thì mình sẽ cho nó một cái class nữa đi uh, Trước tiên thì chúng ta cứ ghi cái tên này đã các bạn này Car của chúng ta đúng không Rồi uh, Như vậy rằng là về cái mặt hình thức ấy Chúng ta đã có cái đống sheet này rồi Bên trong cái class này bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi viết cái phần kế thừa cho nó Đối với cái cửa class cha các bạn này tạm thời nhé, tại thời điểm bây giờ các bạn cứ copy cho mình đi, chúng ta chưa vội gọi là chúng ta chưa vội đi viết từ đầu đâu. Yên tâm rằng là sau này chúng ta sẽ có bài tập phân tích các bạn ạ. Còn trong video này chúng ta đang cốt cho nó chạy được mà. Trước tiên thì đối với à sorry các bạn nhé, mình mình cắt nhầm ấy. bên này mới đúng này. Trước tiên thì đối với thằng cha các bạn nhìn thấy này, mặc định thì nó có một cái thuộc tính gọi là nhãn hiệu của chúng ta một cái brand, chúng ta gọi là Ford chẳng hạn. Bên trong này thì nó có một cái method là hon các bạn này để các bạn gọi rằng là bíp còi xe đó chúng ta nhấn còi xe đấy thì uh, mặc định thì nó ghi là uh, tút tút như thế này thì kệ nó đi Trước tiên thì mình đang có một cái class như thế này một cái class khá chỉ bình thường Nhưng mà bây giờ sẽ tới chuyện đặc biệt các bạn này Chuyện đặc biệt rằng là bây giờ đối với cái class này nha một cái thằng một cái xe đấy chúng ta sẽ dùng cho mình keyword là extend chúng ta sẽ là extend nhưng mà chúng ta thêm s giúp mình này nếu mà các bạn không thêm s đấy nó sẽ gạch chân báo lỗi đúng không nào đây này uhm, ví dụ ở đây thì mình sẽ gõ lại vehicle này các bạn này vehicle của chúng ta các bạn nhìn thấy rằng là nó gạch chân báo như thế này các bạn này và nếu như rằng là mình thêm chữ s vào đây các bạn thấy rằng là nó hết báo lỗi nên là ở đây thì sau này khi mà các bạn cốt và sử dụng ide đấy thì nó đã gợi ý cho các bạn rồi chúng ta kế thừa này nhưng mà sau khi chúng ta kế thừa mình nói thật với các bạn luôn rằng là chúng ta cũng méo biết nó kế thừa cái gì đúng không nào Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau gọi là copy hết cái đống sheet này cho mình nha Copy hết cái đống sheet này à, Ở đây thì à, à, Ừ các bạn copy hết cho mình cái này à, Hình như rằng là Ở à đây mình sẽ enter xuống dòng đấy Các bạn copy bên trong cái phần này cho mình nha copy bên trong phần này, này Quay lại này và ném vào đây Xong Như vậy rằng là mình vừa có một cái class Một cái class con nữa các bạn này Bên trong này thì mình khai báo một số tính là model Model của mình gọi là Mustang chẳng hạn này đây gọi là một cái một cái dòng đời đấy, một cái dòng đời sản phẩm ấy. Tiếp theo nữa thì mình khởi tạo chính thằng con này mình tạo ra một object và bây giờ thì mình gọi từ cái method gọi là my car .hon các bạn này. Có một điểm đặc biệt ở đây đấy, đấy chính là là mình khởi tạo đối tượng car này đúng không? Nhưng mà bên trong cái đối tượng car này này nó không hề có cái function hon ở đây, nó không hề có cái function bấm nút bấm còi xe, nó không hề có. cái function này nó định nghĩa tại đây các bạn này, nó định nghĩa tại thằng cha, đúng không nào? Và sau nữa các bạn nhìn thấy rằng là cái phần model name của chúng ta là cái thằng này Nhưng mà cái phần brand này các bạn này, cái phần nhãn hiệu ấy Chúng ta không hề khai báo bên trong cái thằng car này Như vậy rằng là chúng ta đang tận hưởng lại những cái thành quả của thằng cha đấy Ví dụ như rằng là thằng cha có một cái tên như thế này này Đồng thời nó có một cái function như thế này Thì bên thằng con các bạn có thể dùng được nó luôn Bây giờ thì mình sẽ chạy cái gọi là cái gọi là cái file này các bạn nhé Mình sẽ chạy cái thằng này car của chúng ta này Rồi, các bạn sẽ nhìn thấy rằng là nó chạy cái method gọi là chút chút và nó đã in ra được cái tên này Ford và mustang cái keyword Ford này là bên thằng cha còn thằng con nó chỉ có phần model name thôi thì như vậy mình tin rằng là thông qua một cái ví dụ đơn giản như thế này các bạn đã cảm nhận được đâu đó về cái gọi là tính kế thừa của nó đúng không nào còn yên tâm rằng là sau này chúng ta làm bài tập thực tế với cái ví dụ này chúng ta đang cốt cho sẽ được thôi bây giờ thì mình sẽ đi nói về mục đích của kế thừa các bạn này Mục đích của kế thừa về sâu xa đấy là giúp các bạn tái sử dụng code thôi Các bạn hình dung rằng là thay vì chúng ta viết code lặp đi lặp lại Thì bây giờ nhé, những cái gì là điểm chung ấy Chúng ta sẽ khai báo hết bên cái thằng cha này Đối với những thằng con nào mà dùng chung những cái thuộc tính này đấy Nó gọi và nó dùng thôi Thì đây chính là cách các bạn tái sử dụng code Và cái tác dụng thứ hai đấy Ngoài việc mà các bạn tái sử dụng code như thế này các bạn này, thực tế rằng là việc chúng ta kế thừa đấy nó phản ánh một phần nào bên trong thực tế đấy các bạn, tức rằng là chúng ta đang ánh xạ từ thực tế vào bên trong cái dự án của chúng ta đối với lớp con của chúng ta này lớp con của chúng ta còn gọi là child class đấy nó có thể sử dụng lại cái thuộc tính và phương thức của lớp cha chúng ta gọi là super class ở đây có một điểm lưu ý nhỏ là đối với việc mà chúng ta kế thừa đấy đối với những cái thuộc tính và những cái method đấy nó chỉ kế thừa lại public protected thôi nó không kế thừa lại private các bạn nhé thành ra rằng là bên trong code của chúng ta các bạn để ý này bên trong code của chúng ta đấy chúng ta khai báo rằng là protected nếu mà các bạn khai báo ở đây là private các bạn này private nha các bạn khai báo private này các bạn nghĩ rằng là bây giờ chúng ta có lấy được không? Bên này này, bên này thì nó đã bao lỗi rồi các bạn này. Các bạn không thể lấy trực tiếp cái thuộc tính này thì lưu ý giúp mình nhé. Sau này các bạn dùng kế thừa thì các bạn đa phần ấy, chúng ta sẽ dùng cho mình keyword protected như thế này thì nó sẽ gọi là đảm bảo rằng là thằng cha và thằng con lại có thể liên hệ được với nhau. Thì lưu ý giúp mình cái vấn đề này. Ok chưa? Một điểm cuối cùng mình muốn bật mí trước cho các bạn rằng là đối với lớp con thì nó không thể kế thừa lại hàm tạo chính là cái contractor của thằng cha đấy như vậy rằng là thông qua video này mình hy vọng các bạn đã phần nào cảm nhận được cái tính chất kế thừa của thằng java rồi mục đích sâu xa của chúng ta là tái sử dụng code còn nếu như rằng các bạn muốn biết một cái mục đích thứ hai chính là việc chúng ta đang mô phỏng từ thực tế vào bên trong lập trình thôi trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đi sử dụng cái keyword super bên trong phần kế thừa này thì keyword super này dùng để làm gì trong video tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết các bạn nha trong phần đầu tiên của video này, mình sẽ giới thiệu tới các bạn về keyword super thông qua việc chúng ta khởi tạo class các bạn nha. Trước tiên thì mình có một bài toán như thế này. Lưu ý giúp mình rằng là trong bài toán này chúng ta chưa sử dụng hàm tạo nhà contractor ấy, chúng ta chưa sử dụng. Mình cần tạo bay hai cái class. Class đầu tiên thì tạm gọi tên là sinh viên IT đi và cái class thứ hai ấy, chúng ta gọi là sinh viên cơ khí đi, mình lấy ví dụ như vậy thôi. Đối với sinh viên IT thì chúng ta có một vài thuộc tính là ID các bạn này. ID còn hiểu rằng là mã số sinh viên ấy, chúng ta có tên này, chúng ta có language này. À, thực tế rằng là các bạn nên ghi gọi là programming language ấy. Tuy nhiên rằng là, là mình ghi là language như thế này cho nó đơn giản thôi. Chúng ta tạm hiểu là ngôn ngữ lập trình này. Chúng ta có học phí thì mình ghi là price đi, giá cả đấy. Chúng ta có gọi là thuế thì mình ghi là tax chẳng hạn ngoài ra nữa thì mình có một cái hàm chúng ta có một cái hành vi của sinh viên IT là tính tiền thuế các bạn này chính bằng hai cái thuộc tính này nhân với nhau thôi đối với sinh viên cơ khí thì chúng ta không có phần language thay vì vậy thì chúng ta có một cái thuộc tính là skill kỹ năng ấy và nó không hề có cái method này các bạn này nó có một vài thuộc tính như thế này một câu hỏi đặt ra rằng là chúng ta nên viết code như thế nào đấy để giải quyết cái vấn đề này thì chúng ta sẽ làm cho mình một vài bước đơn giản như thế này nhé Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải xác định rằng là đâu là cha này, đâu là con và nó có điểm chung, điểm riêng gì. Ở đây thì các bạn lưu ý rằng là class con của chúng ta đấy, những cái class con của chúng ta là những cái thực thể riêng biệt đấy. Thì chúng ta gọi tên nó là sinh viên IT và sinh viên cơ khí đúng không nào? Bây giờ thì điểm chung của hai cái này thì chúng ta gọi tên là sinh viên, thì đây chính là thằng cha. Đối với thằng cha thì chúng ta gọi là super class các bạn này đối với thằng cha thì các bạn bây giờ các bạn định nghĩa lại các bạn nhé Các bạn nhìn thấy rằng là nếu mà chúng ta đi từ trên xuống dưới hay rằng là các bạn đi từ dưới lên trên ấy, là tùy sở thích của từng bạn thôi. Mình lấy cụ thể hơn nha là chúng ta sẽ đi từ gọi là dưới lên trên các bạn này. Có nghĩa rằng là chúng ta sẽ đi từ thằng con tới thằng cha. Đối với thằng con thì sinh viên IT nó khác với sinh viên cơ khí bởi cái thuộc tính là language đúng không nào? Nên là đây thì mình khai báo cái thuộc tính language cho nó này. Tương tự thì đối với sinh viên cơ khí thì nó có cái thuộc tính là skill Còn đối với sinh viên, các bạn này, sinh viên thì đều có chung những cái này Nên là mình khai báo chung Thành ra rằng bây giờ thì mình sẽ đi khai báo những cái đống sheet này các bạn nhé Chúng ta sẽ cùng nhau đi minh họa nó này ờ, Ở đây thì hôm trước tại sao cái kho này của mình nó bao lỗi kệ rồi, mình tắt nó đi ờ, ừ nó đâu có lỗi gì nữa đâu ờ, Mấy người sao mà cái file này nó lỗi nhỉ, mình thử chạy nó xem xem nào ờ, Ok, xem xem, à ừ, nó đâu có lỗi gì đâu ta Rồi Bây giờ thì ở bên trong cái phần chapter 6 nhé, các bạn sẽ tạo cho mình một vài cái class này Trước tiên thì mình sẽ cho nó một cái là sinh viên IT này uh, Sinh viên IT nhé, uh, IT viết hoa đấy, và chúng ta finish này, xong một cái này Tương tự thì mình sẽ cho nó một cái nữa đi, chúng ta có một cái class đặt tên là sinh viên cơ khí đi Sinh viên cơ khí này, uh, finish này, và cuối cùng chúng ta cho mình một cái class có tên gọi là sinh viên các bạn nhé, sinh viên, xong như vậy rằng là công việc đầu tiên ấy, chúng ta đang gọi là viết ra từng cái lớp như thế này. Chúng ta chưa hề có quan hệ gì với nhau cả đâu. Trước tiên thì chúng ta có thể định nghĩa từ thằng cha xuống này. Chúng ta sẽ cần phải minh họa những cái điểm chung của sinh viên đúng không nào? Điểm chung của sinh viên các bạn này thì nó có những cái này. Bây giờ thì mình sẽ khai báo nha. Lưu ý giúp mình ấy, do cái điểm chung này nó nằm tại thằng cha đúng không? Nên là chúng ta sẽ khai báo cho mình. Này. Protected các bạn này. Uh, protected chúng ta có một cái là string ID này. rồi Tiếp theo nữa thì chúng ta copy cho mình cái này nhé Uh, uh, đây chúng ta sẽ cho mình một cái là name đúng không nào string name này string name uh, chúng ta có một cái string name này và tiếp theo nữa thì chúng ta có một cái gọi là price của chúng ta thì các bạn để cho mình là double các bạn nhá double này uh, double price và cuối cùng đối với thằng thuế của chúng ta à sorry các bạn nhá chữ d viết thường ấy mình viết sai có mỗi thằng string thì chúng ta mới là viết uh, Thằng string thì chúng ta mới gọi là viết uh, viết hoa thôi. Rồi. Như vậy rằng là trước tiên lại mình đã khai báo các thuộc tính rồi, bây giờ chúng ta cần một cái method đúng không nào? Mình sẽ cho nó một cái là public double đi, public get price tag nha, price tag của chúng ta. Đối với thằng này thì chúng ta có cái gì? Đối với thằng này đấy, thực tế rằng là các bạn có thể như thế này, thực tế rằng là các bạn có thể dùng cái return return um, nhưng mà nó có một cái vấn đề như thế này các bạn này, nó có một cái vấn đề đấy, nó có một vấn đề rằng là khi chúng ta không khởi tạo um, ở đây thì mình đã return như thế này rồi và mình xóa cái này đi các bạn nhé Xong Như vậy là trước tiên ấy, mình đã định nghĩa xong thằng cha rồi Bây giờ chúng ta sẽ tới thằng con đúng không nào Thằng con đầu tiên của mình là sinh viên IT thì nó có một điểm khác biệt Đây chính là là nó có thêm cái gọi là language đúng không nào Language của chúng ta, language này xong Tiếp theo nữa thì đối với thằng cơ khí của chúng ta các bạn này Chúng ta có một cái thuộc tính nữa các bạn này Chúng ta có một cái thuộc tính này chính là, là private skill đúng không nào String skill, string skill, đấy như vậy rằng là mình đã định nghĩa xong hai cái thằng này rồi. Bây giờ đấy có một cái vấn đề xảy ra các bạn này. Nếu mà chúng ta viết như thế này đấy nó không hề có quan hệ gì đâu. Và bây giờ để ràng buộc cái mối quan hệ cho nó thì đối với từng thằng này mình sẽ cho nó kế thừa lại nhé. extend các bạn này. Chúng ta kế thừa lại thằng sinh viên. Đấy chúng ta kế thừa lại thằng sinh viên các bạn này. Sau khi mà chúng ta kế thừa như thế này thì uh, thực tế rằng là nếu các bạn để cốt như thế này đấy nó cũng chẳng khác biệt cái mợ gì cả. Bởi vì chúng ta đâu có chạy cái gì đâu. Video hôm nay là video uh, video bao nhiêu ta? Video của chúng ta là 42.1 à. Thì à, bây giờ thì mình sẽ cho nó một cái class khác các bạn nha, Một cái class này à, Mình sẽ đặt tên là 421 cho các bạn nhé 421 đấy 421 Rồi mình sẽ chọn finish này Ngay bên trong này thì mình sẽ cho nó một cái hàm main đi Chúng ta sẽ cho mình một cái hàm main nha Đấy uh, System out một cái là vi uh, Run video 42 này 42.1 đấy Rồi Chúng ta chạy cho mình cái hàm main này đầu tiên nhé Thử xem xem rằng là kết quả như thế nào này Run video 42.1 này Bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại tài liệu tiếp các bạn này Có một vấn đề xảy ra đấy Các bạn um, các bạn thấy một vấn đề như thế này nhé Là bây giờ đấy Bây giờ nếu nếu như rằng là bên thằng con này này Bên thằng con này nhé Bên thằng con này mình muốn gọi là Ví dụ giả dụ bên thằng sinh viên IT này đi Mình cũng có một hàm main luôn um, Thực tế rằng là các bạn cho mình một cái hàm Ờm à? um, như thế này thì chúng ta sẽ cho mình một cái hàm public nha public này uh, uh, ví dụ ở đây thì mình đặt tên là get money đi chẳng hạn đi mình sẽ có một cái hàm get money như thế này uh, public void đi. void như thế này có một vấn đề xảy ra đấy là sau khi chúng ta kế thừa như thế này này chúng ta kế thừa lại cái thằng sinh viên ấy chúng ta đang có một cái vấn đề xảy ra rằng là làm sao để chúng ta bên trong cái function này các bạn thấy, bên trong cái class sinh viên IT này để chúng ta không khởi tạo đối tượng này thì làm sao để chúng ta có thể lấy được những cái method này những cái method và những cái thuộc tính bên trong thằng cha thì đây chính là vấn đề mà chúng ta cần làm hôm trước nha trong video lần trước là chúng ta làm như thế này trước tiên thì mình sẽ khởi tạo một đứa sinh viên IT nha ờ, chúng ta tạo ra một cái đối tượng cụ thể này sinh viên IT này st1 đi Uh, ST1 chính bằng New sinh viên IT sinh viên IT. đây hôm trước thì chúng ta đang làm như thế này và cụ thể hơn ấy, sau khi mà chúng ta có thằng ST1 các bạn chấm một cái thì các bạn nhìn thấy rằng là chúng ta có ID chúng ta có name chúng ta có price chúng ta có text các bạn này những cái thuộc tính này là nó thuộc thằng cha thì hôm trước ấy, chúng ta đang làm như vậy chúng ta thông qua một cái đối tượng cụ thể nhưng mà hôm nay đấy chúng ta đôi khi có một cái bài toán như thế này là chúng ta đang viết bên trong một cái function như thế này các bạn này. Chúng ta đang viết một cái function, function này nhé, nó thuộc thằng con. Thì có hỏi đặt ra rằng là làm sao ngay bên trong bản thân thằng con lại có thể gọi tới thằng cha. Thì đây chính là một cái vấn đề. Và để giải quyết cái vấn đề này, cái keyword super nó ra đời. Mình mình lấy ví dụ nha. À, trước tiên thì mình sẽ system out một cái các bạn này. Đấy chính là, là run get money nha. Trước tiên thì mình đang viết một cái function là run get money này. Mình sẽ quay lại cái này và bên trong này mình sẽ gọi cái hàm get money các bạn này đây chúng ta có một cái hàm là get money đúng không nào đây trước tiên thì mình đang gọi thông qua thằng một như thế này và bây giờ mình chạy một cái này chúng ta có một cái là run get money rồi nếu mà chúng ta viết hết bên trong này thông qua thằng này thì không nói làm gì bây giờ thì chúng ta đang viết bên trong thằng con các bạn này và đối với thằng sinh viên chúng ta có một cái method gọi là price test như thế này mà thì bây giờ thì mình sẽ cho nó một cái class như thế này một cái method nữa đi voi uh, void này uh, ví dụ như rằng là info chẳng hạn, public void info nha. Bên trong cái này thì mình sẽ cho nó là run system.out uh, system.out này. System này, run info, info from parent chẳng hạn, parent xong. Như vậy rằng là cái method này này nó thuộc thằng cha đúng không nào? Thì bên thằng con ấy muốn gọi được nó, chúng ta dùng cho mình ký keyword là super các bạn nha. Các bạn dùng ký keyword super các bạn chấm một cái đấy thì ngay lập tức chúng ta có cái hàm info này các bạn này đây này chúng ta gọi tới thằng cha được không nào lần này thì mình lưu lại nha quay lại đối với cái của chúng ta này chúng ta vẫn gọi cái hàm get money nhưng mà bây giờ các bạn run một phát này nó sẽ ghi một cái là run info from parent thì đây chính là cách đầu tiên giúp các bạn có thể gọi là dùng được dữ liệu từ thằng cha các bạn nha đúng không nào chúng ta đã gọi được rồi tuy nhiên rằng bây giờ lại phát sinh một vấn đề tiếp theo các bạn này đây chính là là giả dụ nha. Bên thằng cha đấy nó đang có một cái mình lấy luôn cái ví dụ này đi. Cái ví dụ này thì nó chưa có ý nghĩa bởi vì rằng là hiện tại chúng ta chưa khởi tạo giá trị cho từng cái class này. Có nghĩa rằng là những cái tham số này này nó không hề có giá trị nên là nếu mình gọi cái function này thì nó không có ý nghĩa gì đúng không? Nên là tạm thời nhá, cái function này thì trong phần tiếp theo thì mình sẽ sử dụng. Còn bây giờ thì chúng ta vẫn tiếp tục với câu chuyện rằng là chúng ta đang có một cái function là info như thế này bây giờ có một vấn đề xảy ra đấy là giả dụ như rằng là mình không hề biết đi mình không hề biết được rằng là thằng cha nó có một cái function như thế này bây giờ thì mình quay sang thằng con các bạn này vẫn là thằng sinh viên IT thôi mình định nghĩa một cái class có tên gọi là public void này. info mình có một cái class như thế này các bạn nghĩ rằng là bây giờ nhé bây giờ ấy, chúng ta nên dùng keyword gọi là super info hay rằng là chúng ta dùng this info đúng không nào bởi vì đây là phạm vi của thằng sinh viên IT mà ở đây thì mình sẽ copy luôn À đây mình sẽ cho nó một cái là run info from này sinh viên IT nha uh, sinh viên IT đây mình có một cái class như thế này giả dụ như rằng là sau này các bạn đi làm đi có hai người làm đúng không nào chúng ta không hề biết được rằng là ở uh, chúng ta để một cái đứa đồng nghiệp của chúng ta nó viết bên này chúng ta vô hình chung chúng ta đã viết một cái class giống hệt của nó thì bây giờ thì chúng ta thắc mắc trong đầu ấy là khi chúng ta dùng cái keyword super info này này nó sẽ gọi từ cái function này hay rằng là nó gọi ngược lên thằng cha thì đáp án ở đây nếu mà các bạn dùng cái word super info này thì nó luôn gọi lên thằng cha các bạn nhỉ mình sẽ chạy lại các bạn này mình vừa định nghĩa thêm như thế này mình chạy lại các bạn này các bạn nhìn thấy rằng là vẫn run info from parent nhưng mà bây giờ nha nếu mà mình thay cái keyword super này mình thay bằng keyword this các bạn này keyword this ấy, thì các bạn nghĩ rằng là nó chạy lên thằng cha hay rằng là nó chạy xuống thằng con như thế này bây giờ thì mình cho cho nó chạy lại các bạn sẽ nhìn rằng là nó chạy từ thằng con thì ở đây phân biệt giúp mình keyword this this chính là phạm vi của cái này phạm vi của cái class của cái đối tượng này còn keyword super rằng là chúng ta nâng nó lên các bạn này việc mà các bạn viết ở đây đấy việc mà chúng ta định nghĩa trùng tên đấy chúng ta có một cái keyword mình muốn giới thiệu tới các bạn đấy chính là method overriding lưu ý giúp mình rằng là nếu các bạn dùng cái phần method overriding như thế này thì chúng ta cần phải có tên method này và những cái số lượng tham số thì nó giống hệt giữa cha và con thì các bạn mới có thể ghi đè được tuy nhiên rằng là như mình vừa chia sẻ với các bạn đấy thông thường thì chúng ta gọi tới thằng cha thì các bạn dùng cho mình keyword gọi là super các bạn nhé như vậy thì nó sẽ không sai còn nếu như rằng là các bạn muốn dùng thằng con thì chúng ta dùng cho mình keyword this đối với cái video này chúng ta chưa hề khởi tạo giá trị cho cái phần object của chúng ta thì trong phần tiếp theo của video này đấy mình sẽ gọi là mình sẽ đi khởi tạo từng đối tượng này mình sẽ cho giá trị cho từng đối tượng như vậy thì nó sẽ rõ ràng hơn và để làm điều đấy thì bắt buộc chúng ta sẽ cần phải sử dụng hàm tạo đúng không nào? thì làm điều đấy như thế nào? trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết các bạn nha. tiếp tục video lần trước về tính chất kế thừa đấy. ở đây thì mình sẽ bổ sung một xíu các bạn nha. đây chính rằng là trong trường hợp các bạn định nghĩa một cái function thằng con và thằng cha giống nhau ấy thì hôm trước ấy mình đã nói với các bạn rằng là chúng ta phân biệt bằng keyword this hay rằng là các bạn phân biệt bằng keyword super đúng không nào Nếu mà các bạn dùng keyword this này thì nó sẽ ám chỉ thằng con Còn trong trường hợp các bạn dùng keyword super như thế này thì nó sẽ ám chỉ thằng cha Tuy nhiên rằng sẽ có một trường hợp như thế này Nếu như rằng là các bạn gọi gián tiếp các bạn nhé Các bạn gọi thông qua một đối tượng ấy thì bây giờ nha, nếu mà các bạn gọi trực tiếp cái function này này ST1.info các bạn nhìn này, thằng con cũng có cái ST1 này, thằng con cũng có cái function gọi là info này, thằng cha cũng có cái function là info thì liệu rằng nó sẽ gọi thằng nào? Các bạn nghĩ rằng là nó sẽ gọi thằng nào? Câu trả lời đây thì nó vẫn gọi thằng con các bạn nha. Và cái hành động chúng ta là mẹ chúng ta gọi là method overriding có nghĩa rằng là các bạn ghi đè lại đấy. Ở đây thì trong cái slide lần trước ấy mình có gọi là mình có keyword gọi là method overriding tuy nhiên rằng là, là mình chưa giới thiệu tới các bạn. Thì bữa đây các bạn lưu ý rằng là chúng ta có một cái là overloading và overriding nha. Overloading có nghĩa rằng là các bạn ghi đè lại, còn overloading này là chúng ta định nghĩa nhiều cái method có tên giống nhau nhưng mà tham số đầu vào nó khác nhau. Thì đây gọi là một vài cái keyword mà các bạn lưu ý nha. Trong video này thì chúng ta sẽ kế thừa lại cái bài tập lần trước, tuy nhiên rằng là lần này chúng ta sẽ sử dụng hàm tạo để tạo mới một đối tượng ví dụ ở đây các bạn nhìn này hiện tại nha khi mà chúng ta dùng cái keyword new như thế này là chúng ta đang sử dụng hàm tạo mặc định mình muốn rằng là khởi tạo một đứa sinh viên IT thì mình phải làm như thế nào quay lại bên này này nếu mà các bạn muốn khởi tạo một đứa sinh viên IT thì chắc chắn chúng ta sẽ cần phải khai báo hàm tạo đúng không nào public này chúng ta public cái gì chúng ta sẽ là public uh, public sinh viên đúng không nào? Uh, sorry các bạn nhá uh, public sinh viên IT này public sinh viên sinh viên IT sinh viên IT này À, có một vấn đề đặt ra đấy là chúng ta sẽ cần phải có bao nhiêu thuộc tính cho nó đúng không? Chúng ta có bao nhiêu thuộc tính cho nó? Hiện tại chúng ta chỉ thấy mình cái phần uh, string language thôi nên là mình sẽ gán thằng string language vào đây. Mình sẽ gán string language, uh, gán nhập Đây, mình gán như thế này. Uh, chúng ta sẽ cho mình this. language này, this. language chính bằng uh, language của chúng ta. Tuy nhiên rằng ý, nếu mà các bạn khai báo như thế này nhỉ Hiện tại thì chúng ta không hề thấy lỗi gì đúng không nào Nhưng mà có một câu hỏi đặt ra đấy là chúng ta kế thừa lại thằng sinh viên này các bạn này Chúng ta kế thừa lại thằng sinh viên Trong khi rằng để có data cho cái thằng sinh viên IT này Sinh viên IT thì nó vẫn cần phải có name này Nó vẫn cần phải có mã số sinh viên đúng không Chính là cái ID này này Nhưng mà bên trong cái hàm tạo này này Chúng ta chỉ cung cấp mỗi cái language thôi Thì bây giờ làm sao để có được những thông tin đấy Trước tiên thì sau khi các bạn khai báo như thế này nha mình sẽ quay lại cái video 42.1 đi, mình vẫn sử dụng lại cái bài hôm trước thôi. Lần này các bạn nhìn thấy rằng là chúng ta đã báo lỗi rồi, bởi vì để khởi tạo một đứa sinh viên IT ấy, chúng ta sẽ cần phải truyền vào cho nó một cái tham số, chính là cái bên này, chính là cái language này. Ví dụ ở đây thì mình đang học Java thì mình sẽ truyền vào Java dòng. Sau khi mình truyền vào như thế này thì nó không hề báo lỗi đâu. Và ở đây thì mình sẽ cho nó một cái là ST1 nha. ST1. các bạn này, ở system system out đi. System out này. Uh, st1 nha, St1 check này, check bằng này và mình sẽ in ra st 1 language các bạn sẽ nhìn này. Uh, à, do chúng ta để private các bạn, do chúng ta để cái này private nên là chúng ta chấm thì nó không ra đâu. Các bạn sẽ cần phải viết getter và setter cho nó, đúng không? thì ở đây thì mình sẽ viết getter và setter cho nó các bạn nhé rất là nhanh các bạn sẽ cho mình là sủa các bạn này và chúng ta sẽ lựa chọn cho mình cái phần generate getter và setter các bạn nhé mình cái phần language thôi và chúng ta generate các bạn này như vậy rằng là mình đã có cái thằng getter và setter cho nó rồi đây mình đã có được hai thằng này rồi đấy rất là đơn giản luôn đúng không quay sang thằng này để lấy được cái phần language các bạn sẽ dựa vào cho mình nhé get language các bạn này. sẽ get language xong mình sẽ check thằng này chúng ta chạy thì như vậy rằng là mình đã lấy ra được Java rồi tuy nhiên rằng ấy, bây giờ nha do chúng ta kế thừa đúng không nào ví dụ ở đây thì mình sẽ thay vì gọi là lấy phần language thì mình lấy ra id thì chẳng hạn các bạn này chúng ta gõ thì nó không sai và nếu như rằng là các bạn để ý đấy chúng ta vẫn kế thừa lại id chúng ta kế thừa lại name này nhưng mà có một vấn đề như thế này các bạn này Là nếu như rằng là mình gõ như thế này Các bạn nghĩ rằng là nó ra cái gì không? Mình cho nó chạy các bạn này Các bạn nhìn thấy rằng nó ra nu này Có nghĩa rằng là nó không hề có giá trị Một câu hỏi đặt ra rằng là Tại sao chúng ta có thuộc tính ID? Các bạn nhìn thấy rằng là khi chúng ta gõ code như thế này này Cái trình IDE đấy nó gợi ý cho chúng ta những cái thuộc tính này Nhưng mà khi chúng ta truy cập ấy Nó lại không có giá trị cái câu trả lời ở đây đấy là do cái tính chất kế thừa của thằng Java mặc định ấy, khi mà các bạn khởi tạo một cái thằng con như thế này này nó sẽ tự động khởi tạo thằng cha cho các bạn luôn có nghĩa rằng là thằng Java đấy nó sẽ tự động là tạo mới một cái đối tượng sinh viên cho các bạn đấy chính là lý do tại sao mà khi mà các bạn gõ ở đây nó gợi ý cốt cho các bạn gợi ý những cái thuộc tính của thằng cha này Java nó tự động tạo cho các bạn luôn và cái việc chúng ta tự tạo đấy tương tự như việc mà các bạn tự có một cái hàm contractor đấy chúng ta gọi là không có tham số vậy Java nó tự động tạo ấy thì cái việc đấy nó chính bằng với keyword này các bạn này chính bằng cái keyword super này thông thường để nói với thằng Java biết rằng là chúng ta tạo thằng con này và thằng con này nó kế thừa thằng cha như vậy rằng là cha và con phải đồng thời phải tồn tại nên là Java mặc định nha nếu mà các bạn không khai báo nha, chúng ta cốt như thế này thì nó bằng với việc rằng là các bạn gọi như thế này khi mà các bạn gọi như thế này, lưu ý giúp mình rằng là chúng ta dùng super, chúng ta đang gọi đến thằng cha. Nhưng mà bên trong cái super này đấy, chúng ta không truyền một cái gì cả, thì đấy là một vấn đề các bạn này. Bên trong super này chúng ta không truyền một cái gì cả này. Bây giờ nha, mình sẽ quay sang thằng cha này. Thằng cha đấy để có được những cái tham số này thì bắt buộc nó cũng cần phải viết hàm tạo rồi. Nên là bây giờ mình sẽ viết hàm tạo cho thằng cha này. Để làm điều đấy thì mình sẽ làm cách nhanh các bạn nha. Chúng ta sẽ cho mình một cái là generic constructor các bạn này chúng ta sẽ sử dụng cho mình là generic constructor using field các bạn nhé và mình đã có bốn field này rồi generate một cái xong như vậy rằng là ở đây thì mình sẽ xóa đi keyword super bởi vì chúng ta không cần đấy Trước tiên các bạn nhìn thấy rằng là đối với thằng cha thì chúng ta sẽ có ID này, có name, có price, có text chẳng hạn. Như vậy rằng là ok con dê, chúng ta đã có rồi. Nhưng mà sau khi các bạn làm vậy đấy, nó lại nảy sinh ra vấn đề các bạn này. Chúng ta quay ngược lại thằng con các bạn sẽ nhìn nha. Tại sao mà khi mình viết thằng cha đấy, lúc nãy nha, lúc nãy thì thằng cha này này mình chưa hề định nghĩa cái hàm tạo này ấy. mình viết code như thế này nó không lỗi. Nhưng mà bây giờ đấy, sau khi mình định nghĩa hàm tạo cho thằng cha mình viết như thế này nó lỗi Bởi vì các bạn hình dung rằng nếu mà chúng ta dùng cái hàm super như thế này này Nó đang ứng với một cái hàm tạo không có tham số Thành ra rằng bên này này, mỗi một lần mà các bạn gõ ra đấy, nó gợi ý Nhưng mà chúng ta chạy nó ra không ra kết quả Bởi vì nó đang khởi tạo ban đầu thôi, nó chỉ khởi tạo cái hàm tạo thôi Nó không hề gán giá trị Và bây giờ chúng ta đã gán giá trị cho nó rồi Thì bên trong cái hàm super này đấy, bắt buộc các bạn sẽ cần phải truyền giá trị cho nó Câu hỏi tiếp theo các bạn sẽ hỏi mình rằng là truyền giá trị gì? Thì chính là cái giá trị đầu vào này các bạn này, chính là giá trị này. Các bạn hình dung rằng là thực tế của cái hàm tạo này ấy, là chúng ta đang gọi là từ thằng con này gọi tới hàm tạo của thằng cha để tạo ra thằng cha này. Sau khi mà chúng ta tạo được thằng cha đấy, chúng ta sẽ lấy hết kết quả của thằng cha, chúng ta cộng với kết quả của thằng con. Thì đây gọi là ý nghĩa của cái hàm tạo này thôi các bạn. Chúng ta tạo thằng cha trước, sau đấy thì tới thằng con. Lưu ý giúp mình rằng là, là nguyên tắc ấy, cha phải có thì mới có con. Nên là chúng ta luôn viết cái keyword super này ở đầu tiên. Thấy rằng bên này chúng ta cần phải truyền vào ID, truyền vào name và truyền vào cái này. Nên là các bạn copy cho mình cái đúng sheet này nha. Và chúng ta sẽ ném vào ném vào sau cho mình này, chúng ta ném vào sau. Chúng ta sẽ ném vào ID cho mình super này, chúng ta sẽ kế thừa lại ID này, ID, name, price, tax xong, price tax đấy. Như vậy rằng là sau khi mình sửa như thế này thì super tại sao nó bị lỗi ta? Ờ à à, à ở đây thì uh, super name à đây sorry các bạn nhá cái này là text các bạn nhá đấy rồi như vậy rằng là chúng ta đã có được cái hàm super rồi các bạn này cốt của chúng ta nó hết bao lỗi rồi Tuy nhiên rằng sau khi mà chúng ta sửa ở đây nó hết bao lỗi đấy Thì quay sang cái thằng video này nó bao lỗi các bạn này Bởi vì bây giờ để khởi tạo một đứa sinh viên IT đấy Ngoài việc các bạn truyền vào cho nó một cái language này Ngoài việc các bạn phải truyền vào language Chúng ta sẽ cần phải truyền vào bốn thuộc tính còn lại nữa Như vậy thì nó mới full một đứa sinh viên đúng không Nên là đây thì mình sẽ truyền full luôn các bạn này Các bạn sẽ truyền full cho mình nha à, Ví dụ như rằng là ID thì mình sẽ cho nó là 123 đi này 123 nha 123 này về name thì mình sẽ cho nó là hỏi dân IT nha Không thì mình sẽ cho là Eric cho nó ngắn này về tiền thì mình sẽ để là 10 đi chẳng hạn và về test của chúng ta thì mình sẽ để là 0.1 đấy như vậy rằng là mình đã khởi tạo thành công một đứa sinh viên rồi và nếu như rằng bây giờ mình check ID của nó các bạn sẽ nhìn nhé bây giờ thì mình thử check ID của nó này chấm ID các bạn nghĩ rằng là kết quả của chúng ta nó sẽ ra gì lần này kết quả của chúng ta nó sẽ không ra nu nữa thay vì vậy thì nó sẽ trả ra 123 cho các bạn xem nhé mình sẽ cho nó chạy các bạn này mình có cái thông báo như thế này bởi vì bên cái phần đó, sinh viên cơ khí này các bạn này bên cái phần sinh viên cơ khí này đấy do chúng ta đã khởi tạo hàm tạo rồi và bên thằng sinh viên cơ khí này này các bạn viết như thế này nó có nghĩa rằng là chúng ta khởi tạo hàm tạo không có tham số đấy và bên thằng cha này các bạn này bên thằng cha nó có một hàm tạo có tham số như vậy rằng là cái file sinh viên cơ khí này bắt buộc các bạn cũng cần phải làm tương tự này chúng ta sẽ cần phải khai báo một cái hàm như thế này cho nó nữa thì nó mới không báo lỗi thành ra rằng bây giờ thì mình cứ kệ nó đi bởi vì mình chưa dùng cái thằng sinh viên cơ khí mà mình sẽ cho nó chạy các bạn này và mình sẽ cho nó ok một cái đi À, chúng ta sẽ xử lý và chúng ta không quan tâm tới lỗi luôn các bạn nha Mình sẽ cho Proceed các bạn này Như vậy rằng là mình đã in ra được 123 các bạn này Đây các bạn nhìn thấy rằng là mặc dù rằng là cái giá trị ID này nó nằm ở thằng cha Nhưng mà chúng ta vẫn lấy được đúng không nào Thì đây chính là cách thứ hai nha khi mà các bạn dùng thằng super Cách làm đầu tiên của chúng ta đấy là chúng ta dùng cái hàm super các bạn nhìn này Chúng ta dùng cái hàm super để gọi tới một method của thằng cha và cách làm thứ hai là chúng ta dùng hàm super để gọi tới hàm tạo của thằng cha. Lưu ý rằng là thằng con nó kế thừa lại method này, nó kế thừa lại thuộc tính này, nhưng mà nó không kế thừa lại hàm tạo của thằng cha. Nên là ở đây bắt buộc các bạn dùng cho mình keyword là super nha. Tương tự thì đối với sinh viên cơ khí thì bây giờ các bạn sẽ cần phải viết cho mình có hàm tạo này. Mình sẽ chỉ cho các bạn một cách nhanh nhé. Chọn cho mình sửa code này. Generate cho mình cái phần đấy chính là, là phần contractor. Nhưng mà các bạn lưu ý cho mình rằng là from super class. Các bạn, này, các bạn nhấn vào đây cho mình. Uh, ở đây các bạn nhìn thấy rằng là chúng ta có một cái super class chính là sinh viên đúng không? mình sẽ chọn generate các bạn này như vậy rằng là đối với cái thằng sinh viên cơ khí đấy, ngay lập tức ấy, nó đã điền những cái thuộc tính từ thằng cha vào đây cho các bạn rồi và chúng ta có thêm một cái thuộc tính nữa là skill đúng không nào? nên là ngay ở đầu này mình sẽ cho nó đi các bạn có thể viết ở đầu hay là ở cuối cũng được hết thôi mình sẽ cho nó một cái là string skill đi và ngay từ đây các bạn sẽ cho mình một cái nha, this nha, chấm skill các bạn, chấm skill, skill này chính bằng skill xong. Lần này thì mình sẽ tạo mới một đứa sinh viên cơ khí các bạn này à, Tại sao mà nó đang bao lỗi gì đây À rồi nó hết bao lỗi rồi Quay sang bên này các bạn nhé Tương tự thì mình sẽ cho nó một cái gọi là sinh viên cơ khí đi ST2 đi uh, ST2 này sinh viên cơ khí này uh, Chúng ta sẽ cho mình gọi là sinh viên cơ khí Sinh viên cơ khí này um, Ở đây các bạn sẽ cho mình là new sinh viên cơ khí nhé Và ở đây kỹ năng của mình ví dụ như rằng là um, kỹ năng của mình là machine cả hạn này mà mày về máy móc đấy các bạn thì mình sẽ cho nó như thế này đồng thời thì mình sẽ in nó ra nha ví dụ ở đây thì mình sẽ in là NAME, chẳng hạn này st2 các bạn nhé st2 ở đây thì sẽ là st2 này và các bạn sẽ in ra cho mình cái NAME name này chúng ta có một cái NAME mà đúng không Lần này mình chạy các bạn này, ST2 của chúng ta thì nó đã in ra được Eric rồi Chính là cái name mà các bạn lấy ra từ thằng cha đấy Thì đây chính là cách các bạn có thể sử dụng keyword super các bạn nha Nhắc lại lần cuối cùng này, super giúp các bạn có thể kế thừa lại tài sản của thằng cha Bao gồm thuộc tính và tiếp theo nữa chính là function của nó Lưu ý giúp mình rằng là super chúng ta sử dụng bên trong hàm tạo Bởi vì hàm tạo ấy, nó giúp chúng ta khởi tạo thằng con, nó khởi tạo luôn thằng cha Và keyword super chúng ta luôn đặt đầu tiên trước khi mà các bạn viết tất cả logic khác thì đây chính là cách các bạn dùng Keyword Super đối với thằng Java các bạn nha. Xin chào anh em, lại là mình Eric đây. Hôm nay trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm abstract class các bạn nha. Có thể ở đây đấy, đôi khi chúng ta muốn rằng là những đứa con kế thừa lại đứa cha sẽ có một sự ràng buộc nhất định. Ví dụ như rằng là chúng ta định nghĩa lớp cha và chúng ta muốn tất cả đứa con đấy cần phải có một cái phương thức nhất định nào đấy thì đây chính là lúc cái thằng abstract nó phát huy hiệu quả. Mình lấy ví dụ rằng là trong các video lần trước ấy, chúng ta có làm bài tập đấy chính là sinh viên IT và sinh viên cơ khí ấy, kế thừa lại cái thằng sinh viên đúng không? Bây giờ mình muốn rằng là chúng ta muốn ép buộc sinh viên IT này hay rằng là sinh viên cơ khí đấy đều có một cái method đều phải ghi đè lại một cái method có tên là tính điểm. Thì làm sao để chúng ta có thể làm điều này? Bây giờ thì các bạn có thể mở lại dự án của chúng ta nha Chúng ta sẽ mở cho mình cái phần này à, Tại sao mà nó lại báo như thế này ta à, Bên này thì sinh viên IT À đây Thằng sinh viên này của mình À rồi Chẳng hiểu sao mà cái thằng um, Chẳng hiểu sao mà cái thằng Thằng này của mình nó đang bị lỗi các bạn này Mình sẽ refresh một cái nha à, Mình refresh một cái mà Tại sao cái thằng này của mình nó đang bị lỗi ta à, Mấy hứa luôn Thôi kệ nó đi Bây giờ các bạn để ý nha, cái class sinh viên này của chúng ta nó đang là một cái class bình thường. Tuy nhiên là bây giờ ấy, sau khi mà các bạn thêm cái thằng public, ấy, các bạn thêm cho mình cái từ abstract các bạn nha, abstract của chúng ta có nghĩa là trừu tượng ấy. Các bạn thêm giúp mình cái keyword abstract này. Tuy nhiên rằng ấy, nếu mà các bạn thêm như thế này đấy, thì chẳng có điều gì khác biệt cả. Điểm khác biệt đấy chính là lúc các bạn sẽ định nghĩa những cái phương thức gọi là abstract đối với cái phương thức là abstract ấy, chúng ta sẽ định nghĩa một cái function nhưng mà không có phần body bây giờ các bạn sẽ cho mình keyword là abstract nha abstract này thực chất rằng là khi các bạn viết một cái method là abstract ấy, nó tự động thêm cái tiền tố public cho các bạn rồi các bạn không cần phải viết gọi là public abstract đâu ở đây thì mình sẽ cho nó gọi rằng là, là tính điểm chẳng hạn đúng không à, chúng ta định nghĩa là gì ta chúng ta định nghĩa gọi là tính điểm đi mình sẽ cho nó là tính điểm này tính điểm à, chúng ta sẽ cho kiểu trả về đúng không nào kiểu trả về mình để là void đi đây tính điểm như thế này như vậy rằng là mình đã định nghĩa xong một cái method abstract rồi Nếu mà mình không có keyword này các bạn nhìn này Nếu mà mình không có keyword này đấy Nó sẽ hiểu rằng là đây là một cái function bình thường thôi Đối với một cái function bình thường bắt buộc các bạn cần phải có body Còn khi các bạn thêm cho mình cái keyword abstract vào đó, Nó hiểu rằng là đây chính là một cái method trừu tượng thôi Nó không viết ở đây Những cái đứa con nào kế thừa lại nó sẽ cần phải ghi đè lại cái method này thế nghe rằng ở đây sau khi mình thêm cái này đấy hai cái class gọi là sinh viên IT và sinh viên cơ khí của chúng ta nó bao lỗi bởi vì bây giờ chúng ta sẽ cần phải viết cái class tính điểm các bạn này sang cái thằng này các bạn di chuột vào nó sẽ bảo rằng là bây giờ chúng ta sẽ cần phải kế thừa lại cái phần abstract method này tính điểm các bạn này nó bảo đấy ở đây thì mình có thể nhấn vào cái phần nhấn vào coi gọi là thêm cái method mà chúng ta chưa kế thừa các bạn nhấn vào một cái này ngay lập tức ấy, nó sẽ gọi là override cho các bạn luôn nó thêm cho các bạn cái annotation như thế này cái comment như thế này rất chỉ là tiện đúng không nào mình nhấn nút lưu các bạn này nhấn nút lưu một cái này nó hết bao lỗi này tương tự sang cái thằng sinh viên IT nha chúng ta có thể làm tương tự nha đây mình có thể gọi là thêm cái phần uh, thêm cái phần này vào dưới các bạn này. ok còn gì đúng không nào và nếu như rằng là mình lưu lại này, mọi thứ của chúng ta nó ok rồi thì đây chính là tác dụng của thằng abstract nha dĩ nhiên rằng là tại thời điểm bây giờ ấy, chúng ta mới hình dung về cách làm thôi còn về sau này nó sử dụng như thế nào nó sẽ cần phải gọi là thể hiện qua các dự án thực tế đúng không nào video này thì mình chỉ muốn cung cấp cho các bạn khái niệm abstract về thằng class Hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo khi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tính đại hình của dòng Java. Xin chào anh em, hôm nay trong video này mình sẽ đề cập với các bạn một cái topic, một cái khái niệm các bạn nên biết nha. Dĩ nhiên rằng là chúng ta không cần học thuộc đâu, nhưng mà chúng ta đã từng biết về nó rồi. Nó sẽ trả lời cho các bạn rất nhiều câu hỏi rằng là sau này tại sao người ta lại cốt như vậy. Topic này có tên tiếng Việt, có tên gọi là tính đa hình. Còn nếu mà các bạn đọc tiếng Anh ấy, chúng ta gọi là polymorphism ấy. Ờ, hình như rằng là đọc là vậy đấy Cá nhân mình thì mình cũng không nhớ được cái từ này viết như thế nào đâu Chẳng qua rằng là mình hiểu nói dùng để làm gì Thì đây gọi là cách học của bản thân mình Trước tiên thì về tài liệu ấy Mình có xuất Google ấy Các bạn có thể đọc một vài cái đường link ở đây nha Dĩ nhiên rằng là trong video này Mình sẽ không đi trọng tâm chi tiết từ A tới Z cái này Mình chỉ muốn chỉ cho các bạn một cái point thôi Một cái điểm mà chúng ta phải biết ở đây thì um, nếu mà nói về cái từ polymorphism này của chúng ta đấy, các bạn dịch tiếng Việt ra đấy, đây này. Nó gồm hai vế như thế này các bạn này. Hai cái vế này đấy thực tế rằng là trong tiếng Anh nó đồng nghĩa với việc rằng là một cái biến thể mà chúng ta có nhiều hình dạng ấy. tương tự như việc ngày xưa các bạn có con COVID-19 đúng không? Nhưng mà nó có nhiều chủng loại đấy, thì tương tự cái cái tính năng tính đa hình này nó ám chỉ ở đấy, một cái, một cái thứ gì đấy mà có nhiều cái hình thức thể hiện khác nhau. Thì đây gọi là polymorphism. Uhm, để nói về cái thằng này ấy, thực tế rằng là, là behind the scene của chúng ta đấy, nó liên quan về việc chúng ta dùng upcasting hay là downcasting tức là, là các bạn ép kiểu đấy, chúng ta chuyển từ kiểu này qua kiểu khác Dĩ nhiên rằng là trong video này mình sẽ không đi sâu vào cái upcasting hay rằng là downcasting Các bạn có thể đọc ở đây Bởi vì nếu mà mình đi sâu vào ấy, mình tin chắc rằng là nó sẽ làm các bạn rối thôi Và ngay cả bản thân mình chẳng hạn mình đọc cũng rối các bạn Bởi vì mình không thích điều đấy Thành ra rằng ở đây trong video này chúng ta sẽ quan tâm về tính đa hình này Nói về tính đa hình ấy, nó liên quan tới cách chúng ta code Thực tế rằng là cách các bạn code ấy Mình đi vào ví dụ luôn cho các bạn dễ hình dung nha Ví dụ như rằng là chúng ta đang làm về kế thừa như thế này này, các bạn có class cha đầu tiên có tên gọi là animal. Bên trong cái thằng animal này chúng ta có một cái method là method it. Ok con chúng ta viết như thế này ra chiều ok. Tiếp theo nữa thì chúng ta có class là dog này thì nó kế thừa lại animal. Khi mà nó kế thừa thì nó có hai option, một là nó có thể override lại cái thằng method này hoặc rằng là hai nó không cần override. Chúng ta chỉ override khi và chỉ khi các bạn định nghĩa ở cái thằng class cha là abstract đúng không nào? Thế ngay rằng ở đây thì đối với class dog các bạn này nó ghi gọi là dog eating nó tới class thứ ba các bạn này đối với class thứ ba đấy nó cũng kế thừa lại thằng dog nhưng mà ở đây thì nó chẳng định nghĩa cái cái function eat này bây giờ có một cái cú pháp code rất là lạ đấy chính là là nó khai báo đối tượng là animal các bạn này chính là thằng cha nhưng mà nó lại gán cho thằng con các bạn nhìn thấy rằng là vế bên tay phải là thằng con một câu hỏi đặt ra rằng là tại sao chúng ta lại code như thế này và code như thế này thì nó liên quan gì tới cái keyword mà mình vừa cho các bạn đấy. Thực tế rằng là để cho đoạn code này được chạy đấy, behind the scene ấy, thằng Java nó sẽ cần phải thực hiện cái quá trình gọi là upcasting hay rằng là downcasting ấy, mình không muốn gọi rằng là, là chỉ cho nó gọi là chúng ta convert ngược lên, chúng ta convert lên hay rằng là chúng ta hạ cấp nó xuống, mình không muốn nói điều đấy. Chẳng qua rằng là mình cho các bạn những cái keyword này để chúng ta search Google ấy nó còn ra cái bài toán của các bạn thì đây gọi là về keyword. Còn về cách chúng ta đang làm, mẹ chúng ta đang dùng cái thằng polymorphism ở đây chúng ta đang thể hiện tính đa hình. Tính đa hình ở đây là như thế nào? Tính đa hình có nghĩa rằng là một cái đối tượng animal này các bạn có thể thể hiện bằng bất cứ đứa con nào các bạn mong muốn. Tại sao Java nó lại cho phép các bạn cốt như thế này? Bởi vì khi mà các bạn cốt như thế này đấy, các bạn không quan tâm tới phần bên cái phần bên tay trái này là của các bạn là cái gì cả. Thằng Java nó sẽ tự động gọi rằng là nó chỉ cần biết đấy là tao đang thao tác với thằng Animal này này. Khi mà mày thao tác với cái đối tượng này đấy, mày gán nó bằng cái biến nào, tao sẽ tự động làm điều đấy cho mày. Có nghĩa rằng là mặc dù các bạn gán bằng cái thằng Baby Dog như thế này này, thằng Baby Dog của chúng ta đấy nó không hề có cái method ít khi mà các bạn gọi đấy nó sẽ gọi ngược cái thằng cha các bạn sẽ đi từ dưới lên trên ấy. thì thằng cha gần nhất của nó có method ít đấy chính là cái thằng thằng đó này để cụ thể hóa nó hơn cái bài toán này nhé mình sẽ copy y nguyên cái này luôn các bạn mình sẽ copy y nguyên cái ví dụ của nó này ở đây thì các bạn có thể nhấn vào cái đường link tài liệu ở đây nhé đây mình các bạn nhấn vào cái java, java point ấy, hoặc là các bạn có thể gõ y nguyên cũng được mình sẽ quay ở đây và video của chúng ta là video chapter chapter 7 đúng không ta Uh, mình sẽ xem xem nào, của chúng ta đúng là chapter 7 đúng không nào uh, Khá chi nhỉ? nhiều, đúng rồi, chúng ta là chapter 7 video 44 đấy Thực tế rằng là, là video này thì mình quay sau nên là mình không có cái phần chapter 7 Rồi ok, mình sẽ cho nó một cái package nữa đi uh, Chapter 7 các bạn này, chapter 7 Và video của chúng ta là video 44 đúng không nào, chapter 7 Bên trong này các bạn cho mình một cái class nha uh, Video 47, ok con dê Uh, rất chỉ là dễ thôi các bạn có thể uh, các bạn paste cái phần các bạn vừa copy vào đây và các bạn thay cho mình cái hàm main thôi nha rồi chúng ta cho mình vào cái thằng này đấy uh, xong uh, thực tế rằng là các bạn có thể khai báo ngay ở trên này các bạn này các bạn khai báo ngay ở phía trên Java thì uh, nó gọi rằng là ch chạy cốt từ trên xuống dưới đấy ở đây thì uh, các bạn cho mình một cái à, uh, chúng ta đang thiếu thằng baby dog nhỉ thằng baby dog chúng ta copy thiếu các bạn này đây mình uh, sẽ copy lại các bạn nhé đây các bạn copy y nguyên thằng baby doc cho mình nha. Đây các bạn cho mình thằng baby doc. Tuy nhiên rằng là, là bên trong thằng baby doc ấy, các bạn đừng có một cái method gì cả. Đấy. Như vậy rằng là hôm nay đấy ở uh, what the hell? À ừ mình thiếu một dấu ngoặc nhọn xong rồi. Một cái dấu ngoặc nhọn này đây đấy. Uh, lưu nó lại nó format một cái này. Như vậy rằng là hôm nay các bạn nhìn thấy đấy là mình đang định nghĩa tất cả gọi là all in one thôi, mình viết tất cả class bên trong một file thôi. Bên trong này thì chúng ta có thằng Animal này, còn chúng ta có thằng Dog này, chúng ta có thằng Baby gọi là Extend rất là nhiều đúng không nào, cha lùng con đấy Và bên trong cái thằng video 47 đấy, trước tiên thì mình sẽ cho nó một cái dòng System Out đây, System Out làm mình đâu chắc tới đấy này, run video 47 này, đấy mình có như thế này Trước tiên thì mình mới code như thế này nha, chúng ta thử chạy xem xem rằng là nó ra cái gì nè, Java Application, ok rồi, sau khi mình chạy đấy, mình đã ra được cái dòng chữ gọi là run video 47 này, dog is eating. Nhưng mà bây giờ nha, đối với cái thằng dog này, mình ọp cái dòng mình ọp cái thằng này đi nha, mình ọp cái thằng ít đi các bạn nhìn này, mình vừa ọp cái thằng này nha, chạy lại một cái các bạn này, các bạn thấy rằng là animal is eating này. Và nếu như rằng là trong cái thằng baby dog nha, mình sẽ cho nó một cái này, baby dog của mình nha. Mình sẽ cho nó một cái này và mình sẽ cho thằng này là baby dog is eating này Rồi. Mình thêm thằng này nha, mình thêm một cái method ít này, mình ọp thằng này đi, mình chạy lại các bạn sẽ nhìn này, baby dog is eating. Các bạn thấy điều gì không? Đây chính là là khi chúng ta khai báo một cái đối tượng bên tay trái này này, đối tượng bên tay trái và đối tượng bên tay phải đấy nó không hề giống nhau. Nhưng mà những cái đối tượng này nó có quan hệ cha con ấy thì thằng Java nó sẽ tự động làm cái vấn đề cho các bạn. Đây chính là, là nó sẽ tự động đoán kiểu cho các bạn. Có nghĩa rằng là chúng ta khai báo rằng là kiểu dữ liệu gì, nó sẽ tự động phát hiện rằng là à tao nên gọi method nào. Tức rằng đối với cái trình compiler ấy nó đủ thông minh để biết được rằng là nó nên gọi class nào. Tại sao mà chúng ta lại cốt như thế này? Thực tế rằng khi mà các bạn cốt như thế này đấy, nó sẽ gọi rằng là mang cái tính mềm dẻo hơn cho các bạn. Bởi vì chúng ta không quan trọng rằng là chúng ta chứa bao nhiêu đối tượng bên trong thằng animal này các bạn này, bên trong thằng cha đấy, chúng ta không cần biết rằng là các bạn chứa bao nhiêu đối tượng hay rằng là sau này các bạn đẻ ra thay vì cái thằng baby dog ấy, các bạn thêm một cái gọi rằng là thằng baby dog này, bây giờ các bạn thêm thằng cat này chẳng hạn đi. Các bạn thêm cái thằng uh, thằng cat này, extend animal các bạn nha Mình uh, sẽ extend animal chẳng hạn các bạn này mình thêm rằng mình thêm một cái lớp động vật mới nha khi mình thêm một cái lớp động vật mới này này mình sẽ không cần phải sửa đổi cái thằng animal này nữa à, mình chỉ cần thay đổi cái đối tượng mà mình sử dụng thôi tức rằng là, chúng ta không gọi là không sửa đổi cốt cũ các bạn nha các bạn gọi là thêm cái mới vào thì các bạn viết thêm cái mới các bạn không cần đổi cái này còn nếu như rằng là các bạn cốt như cũ ấy các bạn cần phải đổi cả hai vế như thế này các bạn này các bạn cần phải đổi cả hai vế như thế này đây là điều chúng ta không mong muốn chúng ta muốn rằng là chúng ta vẫn giữ cái cũ này chúng ta thêm cái mới này khi mình thêm cái mới đấy thì khi mình gọi cái hàm ít đinh như thế này đấy nó sẽ chạy cái gọi là khát is ít đinh cho các bạn này khát is ít đinh này rất chỉ là thông minh đúng không nào thực tế rằng ấy cái ý tưởng để làm cái phần polymorphism ở đây đấy có nghĩa rằng là các bạn có một cái array chúng ta có một cái thùng chứa chúng ta nói rằng là tao chứa động vật khi mà các bạn nói rằng là tao chứa động vật đấy các bạn chưa hề biết trước rằng là chúng ta chứa con mèo này chứa con chó này chứa con voi chứa con bò các bạn không hề biết trước các bạn muốn có cái tính mềm dẻo đúng không nào còn sau này đấy khi nào các bạn muốn chứa con chó các bạn mới nói rằng là bây giờ tao muốn chứa con chó đúng không? Khi nào các bạn muốn chế con mèo, các bạn mới nói cho nó là vậy. thì cái tính này của thằng Java ấy, nó gọi là mang tính mềm dẻo rất chi là nhiều cho các bạn. và thực tế đấy uh, sau này chúng ta đi làm ấy có một vài cái function các bạn sử dụng rất chi là nhiều. Này. Ví dụ như rằng là các bạn dùng thằng list như thế này các bạn này. list có nghĩa rằng là các bạn chứa một cái array nhưng mà chúng ta chưa quy định rằng là array đấy nên lưu trữ như thế nào. ví dụ như rằng là các bạn có thể chuyển đổi cái list này thành array list chẳng hạn này, array list hoặc rằng là các bạn có thể chuyển qua thành hashmap này hay rằng là các bạn có thể chuyển qua thành map chẳng hạn. Uh, mỗi một cái cái hình thức lưu trữ như thế này nó sẽ quy định cái kiểu dữ liệu của các bạn là khác nhau Trong khi rằng là dữ liệu gốc ban đầu ấy, chúng ta chỉ là một cái gọi là một cái hộp thôi Chúng ta chưa hề phân chia nó ra đúng không nào Thì đây là gọi là một điểm rất chỉ là hay sau này gọi là Khi nào các bạn muốn biến đổi dữ liệu sang một dạng nhất định ấy, Thì chúng ta sẽ ép kiểu nó về như vậy Ví dụ như rằng là các bạn nhìn thấy cái biến A này này Mình ép kiểu thành con mèo nó được này Bây giờ mình thêm một biến B các bạn nhìn này các bạn nhìn thấy rằng là chúng ta xuất phát từ một biến ban đầu thôi Nhưng mà tùy từng thời điểm ấy, chúng ta sẽ ép về những cái kiểu chúng ta mong muốn Các bạn nhìn thấy rằng là bây giờ các bạn nhìn thấy rằng là chúng ta sẽ khai báo thành thành, thành con mèo rồi này Sau này thì các bạn có một cái ArrayList A như thế này này Các bạn có một cái biến ArrayList A như thế này Các bạn có thể ép kiểu cái ArrayList A bằng ArrayList này Bằng một cái ArrayList Hoặc rằng là các bạn có thể ép kiểu nó về cái thằng HashMap Tùy từng cái mục đích của các bạn thì các bạn sẽ gọi rằng là chỉ có một cái gốc ban đầu nhưng mà các bạn có thể chế biến ra được nhiều cái output thì đây gọi là ý nghĩa của việc các bạn dùng cái thằng Poly, polymorphism các bạn nhé tính đa hình của nó một thằng cha có nhiều thằng con và những thằng con làm như thế nào ấy, trình compiler nó đã làm cho các bạn rồi ví dụ như rằng là ở đây các bạn nhìn thấy rằng là khi chúng ta gọi cái method ít này đấy chúng ta không cần biết rằng là nó sẽ gọi tới thằng nào nó sẽ tự động gọi là gọi là chạy ngược lên cho các bạn thằng cha gần nhất nó sẽ gọi cho các bạn thì đây chính là một điểm rất chỉ là hay nếu như rằng là các bạn xem video này các bạn thấy khó hiểu ấy các bạn chỉ cần nhớ cho mình đúng một điều như thế này này đấy chính là, là trong việc các bạn sử dụng kế thừa đấy nếu mà chúng ta sử dụng kế thừa với Java nha những cái class có quan hệ cha và con với nhau ấy, các bạn có thể gọi là khai báo như thế này cứ lấy thằng cha cho mình thằng cha là cái thằng lớn nhất rồi thì các bạn muốn thằng con nào cũng được thì đây gọi là cách để mình nhớ còn sau này các bạn nhìn cách nó cốt như thế này tên cái phần bên tay trái đấy và phần bên tay phải nó khác nhau thì đấy chính là polymorphism dĩ nhiên rằng là chẳng có điều gì mà nó dễ ngay từ ban đầu cả mình tin rằng là sau này đấy cái topic này nó chỉ là một cái kiến thức thoáng qua cho các bạn thôi còn về sau này khi chúng ta thực hành chúng ta gặp lại nó thì đấy chính là lúc chúng ta sẽ hiểu nó một cách sâu sắc nha hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo khi chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập thực hành của cái chapter này xin chào anh em lại là mình Eric đây hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta làm bài tập các bạn nha Cụ thể ở đây đấy, mà mục đích mình muốn các bạn làm video này là chúng ta luyện tập tính kế thừa của Java Đồng thời chúng ta sẽ sử dụng cái phần abstract class đây các bạn ở đây thì chúng ta sẽ kế thừa lại video thăng thứ 42 các bạn này Ý tưởng của mình ấy là chúng ta sẽ tạo cho mình ba cái class Class đầu tiên chúng ta gọi là sinh viên này chúng ta đã tạo rồi này Chúng ta gọi là super class này chính là class cha này Bên trong cái class sinh viên chúng ta sẽ có một cái method tên là tính điểm Method này chúng ta để cho mình là abstract chúng ta để trừu tượng này Tiếp theo nữa chúng ta tạo cho mình hai cái class con có tên gọi là sinh viên IT và sinh viên cơ khí. Đối với sinh viên IT chúng ta sẽ cho mình hai cái thuộc tính như thế này các bạn này score java và score html ấy kiểu dữ liệu là double chúng ta sẽ có cái hàm tính điểm theo cái công thức này tương tự chúng ta có cái hàm tính điểm cho cái thằng sinh viên cơ khí như thế này thì các bạn sẽ viết cho mình ba cái class này sau đấy thì chúng ta thực hành chúng ta gọi từng cái hàm này ra thì đây chính là mục đích mình muốn các bạn làm bài tập này chúng ta thử suy nghĩ chúng ta thử cốt theo cách chúng ta hiểu đi để trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta chữa bài tập này các bạn ha xin chào anh em lại là mình eric đây hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta chữa bài tập các bạn ha ở đây thì trong video lần trước mình đã đưa ra đề bài rồi Thì hôm nay các bạn sẽ mở cho mình cái phần chapter 7 lên các bạn này Video của chúng ta chính là cái video 45 đúng không? Nên là bên trong phần chapter 7 này các bạn sẽ cho mình một cái class tên là video 45 các bạn nhé Mình sẽ cho là video 45 như thế này Bên trong này thì rất là dễ thôi, mình sẽ cho nó một cái hàm main đi Và các bạn cho mình một cái là system out run video 45 xong Trước tiên thì mình vừa tạo nhanh một cái class như thế này mình sẽ đóng tất cả những đứa khác đi và mình chạy một cái các bạn này Ở đây thì mình đã run với Java Application và các bạn thấy rằng là chúng ta đã có cái dòng chữ run như thế này rồi Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ tạo cho mình cái class đầu tiên nha chính là cái thằng cha đấy mình sẽ cho nó một cái class các bạn này Các bạn thấy rằng là ở đây thì mình sẽ đặt tên là sinh viên đi ờ, cho dù rằng là nó chúng ta đã tạo rồi đấy nhưng mà mình cố tình viết lại các bạn này Đối với class sinh viên thì mình sẽ thêm cho nó cái thuộc tính là abstract nữa. Lần này các bạn sẽ nhìn nha. Sau khi mà mình tạo như vậy thì nó đã có thêm cái keyword là abstract rồi. Bên trong cái này các bạn sẽ cho mình một cái là abstract này. Chúng ta sẽ cho mình một cái là get điểm chẳng hạn. Chúng ta sẽ quy định một cái gọi là double, double get điểm nha Như vậy rằng là mặc định ấy, tất cả những cái thằng con nào kế thừa lại cái thằng sinh viên này bắt buộc cần phải ghi đè lại cái method gọi là get uh, get điểm ở đây. Uh, sorry các bạn nha, ghét điểm này, ghét điểm. Uh, thực chất rằng là mình sẽ là là ghét score đi. Đấy. Rồi. Thì đây chính là lúc chúng ta đã tạo thành công đứa cha rồi. Tương tự thì mình sẽ tạo từng đứa con một các bạn này. Uh, các bạn sẽ cho mình một cái là sinh viên IT đi nha. Uh, sinh viên IT của chúng ta này, mình sẽ nhấn finish này. Đối với thằng sinh viên IT này, mình sẽ cho nó gọi là extend. Mình sẽ kế thừa lại cái thằng sinh viên. Ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy vấn đề nhé Sinh viên của chúng ta thì các bạn import từ phần chapter 7 nha. Đây này. Sau khi mà mình kế thừa như thế này thì mình sẽ thêm cái phần unpliment luôn các bạn này đây Như vậy thì nó đã không báo lỗi rồi Và mặc định ấy nó return không bởi vì cái hàm này các bạn này Bởi vì cái hàm get score nó trả ra một cái double đúng không Nên là đây thì nó return không khiến code của chúng ta nó không lỗi Bây giờ các bạn để ý cho mình nha Đối với cái thằng sinh viên IT thì chúng ta sẽ cần có hai cái thuộc tính như thế này Mình sẽ copy in nguyên luôn Và mình sẽ ném lên trên cùng các bạn này Trước tiên thì các bạn sẽ cho mình một cái là private nha Private này, private score này Uh, các bạn sẽ cho mình cái là double nhé. double score score java các bạn này tương tự thì mình sẽ cho nó một cái uh, các bạn sẽ copy note cho mình nhé uh, đây mình sẽ cho nó score html này đấy uh, rồi sau khi mà chúng ta đã có cái này rồi chúng ta sẽ generate cho mình getter setter và cái hàm constructor đúng không nào để làm điều đấy thì mình sẽ chọn cái phần số code các bạn này, mình sẽ generate getter và setter nha, chúng ta sẽ chọn tất cả này Và chúng ta generate cho mình, chúng ta đã có getter và setter rồi Tiếp theo nữa thì mình sẽ generate tiếp cái phần hàm tạo cho nó các bạn này, uh, generate phần uh, constructor đúng không Phần uh, using field các bạn này, rồi mình uh, sẽ cho generate xong Như vậy rằng là công việc đầu tiên ấy, à, thực tế rằng là các bạn dùng super như thế này cũng được thì cho nó kế thừa lại luôn, kệ nó đi rồi mình đã tạo xong hàm tạo các bạn này Mình đã ghi đè lại nó rồi Thì đối với hàm ghi đè đấy các bạn sẽ cho mình công thức gọi là score java cộng với cái này nhé Chúng ta chia ba cho mình nhé đây. Mình uh, mình sẽ cho cái thằng này Các bạn sẽ return cho mình thay vì việc chúng ta dùng như thế này Chúng ta dùng cho mình keyword zit. chúng ta thay vào đây thôi Các bạn sẽ nhân 2 cộng zit zit nhân như thế này các bạn chia ba cho mình Xong đấy Như vậy rằng là mình đã xong cái hàm tính điểm của sinh viên IT này tương tự thì mình sẽ tạo thêm một cái đứa nữa nhé Một cái đứa nữa thì ra uh, vào class đi các bạn sẽ cho mình là uh, sinh viên uh, ở đây thì mình sẽ cho nó là sinh viên cơ khí chẳng hạn các bạn này mình cho là sinh viên cơ khí đúng không finish một cái này đối với sinh viên cơ khí thì uh, chúng ta có điểm uh, CNC hay rằng là PLC ấy, các bạn có thể uh, mình sẽ copy in nguyên luôn cái phần này nha sinh viên cơ khí thì nó hơi khác một xíu rồi mình sẽ uh, paste vào đây bên này thì uh, các bạn copy nguyên cho mình cái phần uh, mình uh, hơi lười gõ các bạn nên là mình uh, sẽ cho như thế này Đồng thời các bạn sẽ Extend cho mình nha Chúng ta sẽ Extend này Extend cái thằng sinh viên của chúng ta Sinh viên xong Lát nữa thì mình sẽ ghi đè lại method của nó này Các bạn sẽ cho mình một cái là score CLC đúng không nào à, CNC của chúng ta đấy và cái phần là PLC của chúng ta xong Mình sẽ có, mình có hai thằng này Và cái hàm ghét điểm của chúng ta bây giờ mình sẽ cho nó ghi đè ha à, Mình sẽ thêm cái method của chúng ta này Các bạn sẽ để cho mình đấy chính là, là return Return cái thằng này mình sẽ cắt cái thằng này vào các bạn này, mình sẽ cắt vào, các bạn sẽ cho mình ở chấm nhé chúng ta sẽ gọi trực tiếp tới đối tượng này, vít chấm xong rồi. Như vậy rằng là mình đã ghi đè được nó rồi. Và ở đây thì mình sẽ bổ sung tương tự này, các bạn sẽ cho mình cái phần gather, mình sẽ cho nó luôn nhá, select all và generate này. Tương tự thì mình sẽ generate luôn cái phần phần constructor của chúng ta, các bạn ấy. using field và generate xong. Ờ, như vậy rằng là trước tiên ấy, mình đã tạo nhanh được hai cái class của chúng ta rồi và hôm nay các bạn nhìn thấy rằng là sau khi chúng ta kế thừa lại thằng cha chúng ta đã cần phải ghi đè rồi, mỗi một đứa có một cái method chúng ta ghi đè theo một công thức khác nhau này. Bây giờ thì sẽ quay lại cái phần uh, quay lại cái phần uh, video 45 các bạn này. Ở đây thì uh, hôm nay thì chúng ta sẽ luyện tập luôn cái tính đa hình đấy các bạn. Uh, hôm trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta làm cái tính đa hình rồi đúng không? Nên là ở đây thì mình sẽ dùng cái keyword là sinh viên này. Ví dụ ở đây thì mình sẽ cho là IT1 đi chính bằng new sinh viên IT các bạn nhìn cách mình cốt nha sinh viên IT này chúng ta sẽ cần phải truyền vào cái gì chúng ta sẽ cần phải truyền vào điểm Java và điểm HTML ví dụ ở đây thì điểm Java mình cho nó là 10 điểm đi và điểm HTML mình sẽ cho nó là 9 các bạn này mình chấm phải một cái và ở đây thì mình sẽ cho nó một cái là system out một cái là sinh viên IT sinh viên IT score này score score chính bằng bằng cái gì mình sẽ gọi là IT1 chúng ta sẽ gọi cho mình cái hàm IT1 nha các bạn sẽ gọi cho mình cái hàm get score các bạn này bên trong cái hàm get score này các bạn không cần phải truyền tham số đầu vào đâu bởi vì khi chúng ta khởi tạo một cái đối tượng như thế này này chúng ta đã có ở đây các bạn nhìn thấy rằng là bên cái thằng sinh viên it này các bạn này chúng ta đã gọi là dùng keyword zit ở đây các bạn này keyword zit nó ám chỉ rằng là cái đối tượng các bạn đang khai báo ấy zit là cái này đúng không nào nó ám chỉ đối tượng các bạn đang khai báo thì nó sẽ lấy điểm hai cái này nhân 2 cộng 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 một chia ba đúng không thì cái này sẽ bằng bằng bao nhiêu ta mình cũng uh, green uh, à đây là dấu cộng các bạn nhé đôi khi thì mình cốt uh, mình cốt nhiều ngôn ngữ nên hơi nhầm rồi mình uh, sẽ cho nó chạy các bạn nhìn thấy rằng là ra 9,66 này uh, thực tế rằng là có đúng không ta mình thử xem nha 10 x 2 là 20 20 cộng với uh, 20 cộng với um, cộng với 9 là 29 thì bây giờ thì mình sẽ cho nó bằng 7 đi các bạn này 27 chia 3 thì nó sẽ gọi là 9327 mà lần này các bạn sẽ nhìn nha nó sẽ ra chín này rất trẻ đẹp đúng không chứng tỏ rằng là chúng ta đã tạo mới được đứa sinh viên it rồi tương tự thì lần này thì mình sẽ cho nó một cái là sinh viên nhé các bạn nhé các bạn nhìn nhé tính đa hình mà sinh viên uh, cơ khí một nha cơ khí một này chính bằng new sinh viên cơ khí các bạn này sinh viên cơ khí của chúng ta rồi sinh viên cơ khí thì có hai điểm kia gọi là biển uh, chúng ta có hai cái điểm đây chính là là điểm uh, Điểm CNC hay rằng là PLC ấy, chúng ta sẽ cộng lại chia đôi thôi Thì ở đây thì mình sẽ cho nó ví dụ 8 điểm đi À mà thôi mình sẽ cho nó 6 và 9 đi Ở à, 6, 9, 15 chia đôi là 7,5 đúng không Rồi mình sẽ cho thằng này mình khởi tạo thằng này Đồng thời thì mình sẽ gọi là lấy thằng này ra luôn Các bạn sẽ gọi là sinh viên cơ khí score này Cơ khí 1 trong cái score xong Rồi Bây giờ thì mình chạy lại các bạn sẽ nhìn này, điểm của chúng ta là 7,5. Thì như vậy rằng là thông qua video này các bạn đã thấy được ứng dụng của hai cái trong thực tế này. Một là tính đa hình của chúng ta các bạn này, chúng ta cốt, chúng ta đều hiểu rằng là chúng ta đang muốn tạo mới một đứa sinh viên và bây giờ thì chúng ta muốn là đứa sinh viên nào, các bạn sẽ gán kiểu dữ liệu cho nó tương ứng này. Và cái thứ hai chính là tính abstract sau khi mà các bạn kế thừa lại các bạn sẽ cần phải ghi đè. Thì đây chính là hai cái nội dung mà mình muốn các bạn thực hành. Trong chương tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về một cái loại kế thừa mới có tên gọi là interface thì hẹn gặp lại các bạn tại chương tiếp theo nha